đó ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới. Chọn niềm cây trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng. Sống một đời hằng luôn tiến chung. Xin Cha đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều. Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên. Tổ chức cùng với gia đình xin trân trọng giới thiệu Hội Thánh Giuse Bốn Giáo Họ. Họ Quảng Châu, họ Bắc Cấp, họ Quân Trạch, họ Cao Bác. Và thắp hương đặt vòng hoa và cầu nguyện cho cụ Ron Thành làm đoàn trưởng. Kính thưa quý Văn Sùng, Tân Kiều, Giáo xứ Nam Thái. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện tại Cảm Tăng. Nhận được tin cụ Catalina đã nghe theo tiếng Chúa gọi, Hội Con Thánh Giuse niên xứ họ thuộc về giáo xứ Vinh Sơn, giáo họ Cao Bác, giáo họ Bác Cấp, giáo họ Quan Trạch. Chúng tôi đồng hành cùng với ông Trùm Lâm là con rể của cụ. Chúng tôi về đây trước hết xin dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện và xin chia sẻ những mất mát đối với gia tăng. Trước khi vào giờ cầu nguyện, xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hội lên thắp hương và một vị đặt vòng hoa kính viếng hương một cụ. Xin mời. Ban hội đồng một hộ giáo xứ cũng như liên xứ liên họ, chị em đang kinh ngạc chúng con được tin cụ Catalina về chầu Chúa. Vậy chị em chúng con về đây trước hết cầu nguyện cho linh hồn của Catalina. Sau nữa, chị em chúng con chia buồn cùng tang quyến. Vậy việc thắp hương đã xong, con xin mọi người hợp một ý cùng ban chị em kinh nhạc chúng con cầu nguyện cho linh hồn của Catalina. Và để thờ viếng tiếp theo cho linh hồn cụ Catalina, ban tổ chức lễ tang cùng gia đình xin trân trọng giới thiệu ba đoàn. Một là đại diện thông gia ông bà Ký, hai là anh em bạn của anh Khả do ông Thúy làm đoàn trưởng, ba là bạn của anh chị Khả do anh Nguyên làm trưởng. Ba đoàn này để chuẩn bị lên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn cụ Catalina. Kính thưa quý cụ, kính thưa ban hội đồng phục vụ giáo xứ Nam Thái, anh em chúng con là bạn đồng môn cùng với anh chị Khả, nhận được tin cụ Catalina nghe theo tiếng Chúa gọi và đã trở về cùng Chúa. Nay trước linh cữu của cụ, anh em chúng con có nhắn hương trầm, có vòng hoa xin thắp lên cụ. Xin kính mời một vị thắp hương và đặt vòng hoa kính viếng hương của cụ. Tạc lời tôi trên đồng trên đá,
vì tôi biết đấng cứu chuộc tôi hằng rộng, và ngày tận thế tôi sẽ từ bùi đất sống lại, da tôi sẽ lại bọc thân tôi, và trong xác thịt tôi sẽ thấy Chúa tôi, chính tôi sẽ thấy người, và mắt tôi sẽ nhìn người, chứ không ai khác. Đó là lời Chúa. Chúng con quý vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Catalina được lên chốn nghỉ ngơi, hỏng xem thấy mà Đức Chúa trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Trước cái tăng cùng gia đình xin trân trọng giới thiệu ca đoàn Teresa Tân Cựu của giáo xứ Nam Thái để vào thắp hương và cầu nguyện cho ông tiểu đoàn. Đại sứ kính mời đoàn. Kính thưa các quý vị đại diện cho quý chức giáo hội cũng như xã hội, kính thưa các quý cụ, quý ông bà thân bằng quyến thuộc cũng như mọi người hiện diện nơi rạp tang, thưa cùng đại gia đình tang quyến kính mến. Đứng trước linh cữu cụ Thương Cựu Catalina hôm nay, ca đoàn Tân Cựu chúng con hồi tưởng lại những ngày rất xa, rất lâu rồi, linh hồn khi cụ còn bình sinh, cụ hằng chăm non, dạy dỗ cũng như bảo ban, dùng những lời lẽ và cùng để cho anh em chúng con làm việc lành phúc đức, dâng những lời ca tiếng hát để ca tụng tình yêu Thiên Chúa. Đó là những việc làm sốt sáng và đạo đức của cụ, và những ánh sáng đó còn tỏa lan mãi đến bây giờ, là những người con, người cháu của cụ cùng cộng tác với ca đoàn chúng con để hàng ngày dâng lên Thiên Chúa những lời kinh tiếng hát làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy hôm nay cụ Thương Cựu đã vâng theo thánh ý Chúa về cùng Chúa, đứng trước linh hồn linh cứu của cụ, ca đoàn Tân Cựu chúng con xin thành thật chia buồn cùng đại gia đình tang quyến, chia buồn cùng tất cả những người con, những người cháu của cụ, vì giờ đây đã mất người mẹ, người bà kính quý. Và xin cụ về cùng Chúa, cụ luôn hằng nhớ đến ca đoàn chúng con, để chúng con biết dâng những lời ca tiếng hát là những dụng cụ để vừa tay Chúa dùng. Vậy giờ đây trước giờ kinh, con xin kính mời ông thưởng tân của ca đoàn Teresa và các ca viên lên đặt vòng hoa và kính viếng trước linh cữu của Catalina. Ban tổ chức lễ tang cùng gia đình xin trân trọng giới thiệu gia đình thánh Phêrô thánh Quảng Ninh và anh em con cháu nội ngoại của cụ để chúng ta vào viếng một giờ kết thúc trong ngày, vì bây giờ đã gần 10 giờ rồi. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, kính thưa quý cộng đoàn, kính thưa quý ân nhân xa gần, nội tộc và ngoại tộc, dưới chân Chúa là thi hài của một người cụ, người bà, người bá, người em trong gia đình, sau nữa là con, là cháu, là chắc, là anh, là em của một người cụ. Thật và thật vinh dự và lớn lao cho gia tộc của con được gia đình thánh Phêrô thuộc giáo phạt Quảng Ninh cũng về hợp ý cùng với đại gia tộc của con để cầu nguyện cho cụ trong được hưởng tôn nhãn Chúa. Trước khi
vào giờ cầu nguyện, con xin kính mời đoàn của gia đình Thánh Phêrô hạt Quảng Ninh, gia tộc nội và ngoại có vòng hoa và hương để đến thắp hương kính viếng. Đêm đã về khuya trước linh cứu của cụ, của một người bà, người bá, người anh, người chị vô cùng mẫu mực, nay cụ đã ra đi, để lại cho cụ ông, cho con cháu, chắc anh em nội tộc ngoại tộc vô cùng đớn đau. Những giờ phút hy sinh nhỏ bé này, gia đình nội tộc, ngoại tộc và gia đình Thánh Phêrô An Quảng Ninh hợp một ý hy sinh những việc nhỏ bé này, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm cho cụ và ban sức khỏe cho cụ ông chóng được bình phục và còn mọi điều phía sau lưng. Vậy trước khi giờ kinh, con cũng xin kính mời ông Trùng thuộc giáo họ Quảng Châu lên làm việc kinh. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta ban cho ta thì sẽ đến với ta, và những ai đến với ta sẽ không cướp từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những người đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại trong ngày thật thế. Vì đây chính ý của Cha ta Đấng đã sai ta, là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Cha mà tin vào Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại trong ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Còn lạy Chúa. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời, con gọi mẹ ơi từ thuở năm nôi. Mẹ mẹ ơi,
hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ, mẹ đã đi rồi cuối trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi, nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ vui, là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về, lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi, nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ vui, là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về, lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời. Con gọi mẹ ơi từ thuở nằm mơ. Mẹ, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ. Mẹ đã đi rồi cuối trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi, nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ vui, là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về,
lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha, đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Gia đình thân quý,
kính thưa linh hồn cụ Katarina, được tin cụ lìa bỏ thế gian để trở về đời sau. Anh chị em chúng cháu đại diện cho các hội đoàn gồm Ban Thành Giáo, Hội Du Xe và ca đoàn kính lòng Chúa thương xót của họ nhà xứ Phúc Yên, giáo phận Bắc Ninh, nơi con gái, con rể và các cháu của cụ đang sinh hoạt đức tin, cùng quy tụ về đây. Trước hết, xin có lời chia buồn với gia đình tang quyến và xin lời hiệp phong cầu nguyện cho linh hồn cụ Katarina. Xin Chúa tình yêu đón nhận linh hồn cụ Katarina được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Xin Chúa và mẹ Maria an ủi, nâng đỡ gia đình tang quyến trong lúc tang gia đau buồn mất mát, vì tin rằng sự sống lại của Chúa sẽ đem lại sự bình an cho gia đình. Chúng tôi xin hiệp lời cầu nguyện, xin mọi người cùng hợp ý cầu nguyện với đoàn chúng tôi. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho Đảng, chính quyền, hội người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xã Bắc Hải, kính thưa quý đấng bậc, quý tu sĩ nam nữ, quý ban hội đồng mục vụ Tân Cựu, các ban ngành đoàn hội, giáo xứ Nam Thái và liên quý xứ họ, kính thưa cán bộ và nhân dân thôn Nam Trại cũng như liên quý thôn, quý xã, kính thưa quý cụ, quý cố, quý ông bà, quý khách xa gần, họ hàng nội ngoại, quý ân nhân, thân bằng kiến thuộc của gia đình nhà Hiếu, kính thưa đại gia đình tang quyến. Vào những ngày toàn đảng, toàn dân đang ra sức phấn đấu gieo cấy lúa mùa năm 2014 kịp thời vụ, thì tin buồn đưa đến cho anh chị em ông Trần Huy Liệu, có người mẹ kính quý nhất, đã nghe theo tiếng Chúa gọi về với Chúa. Cụ Katarina Phạm Thị Vì sinh năm 1937, sinh trú quán tại thôn Nam Trại, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là tín hữu thuộc giáo khu 2, giáo xứ Nam Thái, giáo phận Thái Bình. Trong mấy năm gần đây, cụ lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ ở bệnh viện địa phương và trung ương và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, cụ không qua khỏi. Cụ đã nghe theo tiếng Chúa gọi vào hồi 13 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2014, tức là ngày 23 tháng 6 năm Giáp Ngọ, cụ hưởng thọ 78 tuổi. Những năm tháng thời bình trinh của cụ đã qua, 78 năm cụ sống với đất trời, với quê hương, với họ hàng làng xóm, với giáo khu, giáo xứ, đặc biệt là với cụ ông và các con, các cháu thân thương, mà nay cụ đã bỏ lại mái nhà nhỏ bé thân yêu, và cụ ông cùng toàn thể các con, các cháu, các cháu, cụ bỏ lại tất cả những gì cụ có trong cuộc đời để về với Thiên Chúa tình thương đã hứa ban cho cụ cuộc sống vĩnh cửu ở trên trời. Thôi cụ ơi, đây cũng là quy luật của loài người, không ai tránh khỏi. Chữ rằng sinh ký tử quy, sống gửi thác về, cụ đã về với cuộc sống đời đời. Xin kính chúc cụ bình an trong Chúa. Tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Nam Trại
xin gửi tới đại tăng quyến lời chia buồn sâu sắc nhất và thành tâm chia sẻ sự mất mát đau thương này tới gia đình tăng quyến. Từ hôm qua đến hôm nay, ban tổ chức và gia đình đón nhận được các đoàn đại biểu có các vòng hoa và bức tướng về kính viếng linh cữu và cầu nguyện cho linh hồn cụ, gồm các đoàn hội của xã hội, giáo xứ, giáo họ, các quý ân thân nhân xa gần, đoàn huynh đoàn tỉnh dòng Việt Nam, đoàn huynh đoàn Đa Minh giáo phận Bùi Chu, huynh đoàn Đa Minh tỉnh dòng Bắc Ninh, huynh đoàn Đa Minh giáo phận Thái Bình, gia đình Phật tạ Thánh Tâm Việt Nam, gia đình Phật tạ giáo phận Thái Bình, đoàn giáo xứ Phúc Yên, địa phận Bắc Ninh và rất nhiều các đoàn tập thể cá nhân ở địa phương về kính viếng cụ. Ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn các quý vị. Để tỏ lòng thương tiếc cụ lần cuối, giờ đây trước bàn thờ Chúa và linh cứu của cụ, tôi thay mặt cho ban lễ tang xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Năm Trại vào thắp hương kính viếng linh cứu cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Và gia đình trân trọng kính mời đoàn đại biểu hội người cao tuổi cơ sở thôn Long Trại vào thắp hương kính viếng linh cứu cụ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Nam Thái vào thắp hương kính viếng linh cứu cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Ban tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thay mặt cho cộng đoàn giáo khu 2 vào thắp hương kính viếng linh cứu cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Kính nguyện bắt đầu. Được trân trọng giới thiệu các vị đại diện cho họ nội họ ngoại lên thắp hương kính viếng linh cứu cụ lần cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Hương hồn người đã khuất, xin mời đoàn dành một phút vĩnh biệt bắt đầu. Vâng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin được thông qua. Ban tổ chức xin giới thiệu ông Đỗ Văn Tuấn, trưởng ban mặt trận thôn Nam Trại, lên tóm tắt tiểu sử của cụ. Xin chân thành tiểu sử và đọc lời vĩnh biệt. Cụ Phạm Thị Vì sinh năm 1937, là xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, là hội viên hội người cao tuổi xã Bắc Hà. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho lãnh đạo đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội người cao tuổi, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xã Bắc Hải. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho ban trùm, các ban ngành, đoàn hội, giáo xứ Nam Thái, cũng như các giáo xứ, giáo họ cùng quý khách xa gần trong và ngoài xã, thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng, nàng xóm, thông gia, niên gia của cụ và các quan cụ, kính thưa cán bộ và nhân dân thôn Nam Trạng. Trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn dân đang chuẩn bị chào đón ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2014, bà con quê hương đang gieo cấy vụ mùa năm 2014 giành thắng lợi, thì tin buồn đã đưa đến cho họ hàng, nội ngoại tộc, anh chị em, ông Trần Huy Niệu, có thân mẫu kính quý nhất đã từ trần. Cụ Phạm Thị Vì sinh năm 1937, thính trú quán tại thôn Nam Trạng, giáo xứ Nam Thái, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nghề thống chính của cụ là sản xuất và chăn nuôi. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân lao động, đời sống kinh tế khó khăn. Cách mạng tháng 8 thành công khi trưởng thành, cụ xây dựng với cụ ông, người cùng quê, cụ sinh được 7 người con, 4 người con trai và 3 người con gái. Nay các con cụ đã trưởng thành và đi xây dựng gia đình. Đối với xã hội, năm 2003 thực hiện quyết định 65 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chuyển mô hình xóm sang mô hình thôn. Bản thân cụ đã tham gia vào hợp tác xã, nay là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Bắc Hải, và cụ là hội viên Hội người cao tuổi xã Bắc Hải. Bản thân cụ luôn luôn vận động gia đình, các con, các cháu chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế của địa phương. Đối với giáo hội, cụ đã tham gia các đoàn hội trong giáo xứ và đã tham gia làm trương nữ hai khóa từ năm 1980 đến năm 1988. Từ năm 1989 đến 1993, cụ tham gia các ban chấp hành huynh đoàn Đa Minh và cụ đảm nhiệm thu tiền tứ kỳ cho giáo xứ 18 năm. Cụ là thành viên huynh đoàn Đa Minh trong giáo xứ, cụ đã được huynh đoàn giáo phận Thái Bình cấp bằng tri ân và nhiều bằng tri ân khác. Bản thân cụ luôn luôn động viên các con, các cháu tham gia các đoàn hội trong giáo xứ, góp công, góp của cùng ban cùng xây dựng nơi thánh đường ngày càng tôn nghiêm, sạch đẹp. Đối với gia đình, cụ là người bà, người mẹ mẫu mực để con cháu noi theo. Đối với họ hàng, làng xóm, cụ ăn ở có trước, có sau, được nhiều người kính trọng. Cụ mất đi đã để lại trong lòng mọi người niềm tiếc thương vô hạn. Khi tuổi cao, cụ tham gia hội bảo thọ, nay là Hội người cao tuổi Việt Nam xã Bắc Hải. Thời gian gần đây, cụ lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, anh em, con cháu cùng các y bác sĩ đã hết lòng chạy chữa thuốc thang, song vì tuổi cao, sức yếu, cụ không qua khỏi. Cụ đã nghe theo lời Chúa gọi về chầu Chúa vào hồi 13 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2014, tức là ngày 23 tháng 6 năm Giáp Ngọ, cụ hưởng thọ 78 tuổi. Với 78 năm qua, cụ đã sống với lòng bao dung với đất, trời, quê hương. Cụ ra đi không bao giờ trở lại. Thôi cụ ơi, đây cũng là quy luật của loài người mà không ai tránh khỏi. Đúng là vĩnh biệt người thân tình giáo xứ, buồn chung chia sẻ nỗi thương đau. Chúc cụ muôn thuở đã từ nơi trần thế, đời đời hưởng phúc chốn hồng ân. Cụ ra đi đã được bao lời cầu nguyện, xin Chúa ban về chốn hiển vinh. Nghe tin cụ mất, với tình cảm họ hàng, nàng xóm, các giáo họ thuộc giáo xứ,
trong xã cũng như ngoài xã đến gia ta thăm hỏi, chia buồn, cầu nguyện kính viếng linh hồn cụ. Đặc biệt là tháng nay, cụ đã được cha xứ cùng cộng đoàn giáo xứ, các giáo họ đến thánh đường dâng thánh lễ Misa cầu chúc cho linh hồn cụ. Vì tình thương đến hồn này, cầu cho chóng được thấy ngài hiển vinh. Sống trong cộng đồng dân cư với tình cảm họ hàng làng xóm, các đoàn cử đại biểu đứng trước thi hài cụ, thắp nén hương trầm kính viếng cụ, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến và đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, tôi đề nghị các quý vị đại biểu, quý khách gia gần cùng toàn thể nhân dân có mặt tại đạp ta hãy hướng về thi hài cụ, đề nghị nhạc tang nổ nhịp nhạc buồn để vĩnh buồn biệt lần cuối. Thôi, thay mặt ban lễ tang xin chân thành cảm ơn sự có mặt chủ đầy của các quý vị đại biểu, quý khách gia gần cùng toàn thể nhân dân đã đến dự buổi lễ tang, làm cho buổi lễ thêm phần long trọng. Ban tổ chức giới thiệu một vị đại diện cho tang quyến có đôi lời cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Kính thưa mặt trận tổ quốc thôn Nam Thái, tôi xin được thay mặt cho gia đình và toàn thể tang quyến xin nói lời cảm ơn chân thành đến quý vị. Khi mẹ con còn trên giường bệnh, quý vị đã đến động viên, an ủi và thăm hỏi để mẹ con sống xứng đáng là người con Chúa tốt hơn, xứng đáng là một người công dân của đất nước cũng tốt hơn. Và hôm nay mẹ con được Chúa gọi về, quý vị đã đến để dâng lời cầu nguyện và cử hành những khúc nhạc để tưởng nhớ và thắp những nén nhương để kính nhớ cương hồn của mẹ con. Và giờ đây, trước khi tiễn biệt mẹ con ra đi về với lòng đất, một lần nữa chúng con không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe và đặc biệt là tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin kính chúc quý vị luôn luôn hăng say và nhiệt tình công tác trong mọi công việc. Trong lúc gia tăng chúng con có điều khi sơ sót trong lúc bối rối này, xin quý vị nhiệt tình tha thứ, tăng gia chúng con khi đồng phải rằng.
để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi. We'll be right back.
Chúa mới mất người không
Anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã từ có chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Bởi sự chết bởi một người thì sự chết sống lại cũng bởi một người, cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng hai ấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạt đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin tưởng và cuộc tế. Rồi người sẽ đến sau, khi theo phương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi người đã bắt họ sự quy phục dưới chân người. Nhưng khi người tuyên bố rằng mọi sự đều quy phục người, dĩ nhiên phải trừ ra đấng bắt họ sự quy phục người. Nhưng khi mọi sự đã quy phục người, thì bấy giờ Chúa Con sẽ quy phục đấng đã bắt họ sự quy phục mình. Ngõ hầu Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa. Qua cuộc sống của bạn, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy
đạo đức thánh thiện trong kinh nguyện. Đến với Chúa qua các thánh lễ, qua trường kinh hay là những công việc bằng đá thực hiện trong cuộc sống, hay là những đóng góp trong việc xây dựng nhà Chúa về tinh thần cũng như vật chất, tất cả đều là những hành trang trên đường của Chúa nhân gian để đi bước về với Chúa trên thế gian. Cuối cùng, cái giá trị cuộc đời còn tồn tại hay không, giá trị như thế nào, đó là những gì mà chúng ta phải được trên đường thế này. Đó là những kết quả và là những chất cơm tiếp tốt để làm cho con cháu trong tương lai, và cũng nhắc nhở con cháu hãy bước theo tấm gương quý báu đó. Cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhìn lại thái độ sống của chúng ta nơi trường thế, hãy nhìn lại chúng ta sống như thế nào. Đó có cơ đi cho chúng ta thấy có sinh thì có tử, tất nhiên rồi có đến thì có đi, đó là thân phận, đó là kim ngưỡng đời chúng ta. Dựa trên ai? Dựa trên những gì? Dựa trên tình yêu của Chúa, dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa, hay chúng ta dựa vào những gì mà chúng ta quý trọng, thực hiện và hay danh vọng thành viên? Tất nhiên chúng ta phải nhìn lại để rồi chúng ta xác định cuộc đời của mình, và chúng ta luôn tìm cách để làm sao chọn lựa để xây dựng cuộc đời mình trên đường hướng về với Chúa, để chúng ta luôn ý thức từng thái độ sống của mình để xây dựng tình yêu, để dẫn dở con người có công việc đóng góp xây dựng nhà Chúa, để tạo nơi cho chúng ta đến để thờ phượng Chúa, cơ hội để gặp được Chúa qua thánh lễ, qua nghi thức, đặc biệt nghi thức thánh thể và nghi thức hoàn thành. Đúng vậy, khi nhìn lại chính người quá khứ chúng ta đang đi, những tấm gương xấu để lại cho chúng ta, thì qua đó chúng ta nhìn lại chính cuộc sống của mình để chúng ta ý thức được thái độ sống của mình sống như thế nào, để chúng ta có cơ hội đang sống đây, có những thời gian để nhìn lại cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì mỗi người, vì mỗi lần có một người về với Chúa, là mỗi lần chúng ta lại có cơ hội nhìn lại cuộc đời của mình để chúng ta xác định, cuộc đời mình chúng ta sống tốt hơn. Hôm nay cộng đoàn chúng ta tiến đưa và Catalina về với Chúa, về nơi có lẽ chúng ta nói là khu nhà mộ, là nơi chờ đợi sự phục sinh sau này. Chắc chắn chúng ta cũng phải không thể nào quên được cái tấm gương mà đã làm trong cuộc đời. Hy vọng rằng những gì mà sống cũng là những lời nhắc nhở cho con cái, cho cha, cũng như nhắc nhở cho mọi người trong chúng ta. Làm sao chúng ta cũng có thể thôi nhưng mà trong mức độ nào đó để chúng ta cũng có thể đóng góp để cùng nhau xây dựng cuộc sống, xây dựng giáo sư, xây dựng đời sống xã hội, như đời sống con người được mỗi ngày tốt đẹp hơn. Và điều đặc biệt hơn nữa là chúng ta cũng phải nhìn nhận, vì là thân phận yếu đuối mỏng nhọn của con người, không ai tránh khỏi những bất toàn sai phạm, những yếu đuối xúc phạm đến Chúa, đến anh chị em, cũng như đến chính bản thân mình. Đó là thân phận mà trên vì vậy mà chúng ta đừng quên cầu nguyện cho bạn qua những hy sinh đóng góp của chúng ta, qua những thánh lễ chúng ta dân và cầu nguyện cho bạn, để xin Chúa tha thứ những lỗi lầm bất toàn cho bạn, để bạn xứng đáng đến gặp Chúa, xứng đáng trước mặt Chúa, để Ngài thương tha thứ và Ngài cho bạn được hưởng nhan thánh ngàn. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện nhiều và cầu nguyện mãi cho bạn, cầu nguyện qua đó để xin bạn luôn trên thiên đàng, trên nơi mà bạn hưởng nhan thánh Chúa đó, và cũng tìm đến gia đình, đến con cái,
kiến trong gia đình đến cộng đoàn giáo xứ chúng ta để bạn cũng chuyển lời cầu nguyện của Chúa để xin Chúa thương và nhân từ để giúp cho gia đình bình an hạnh phúc, giúp cho giáo xứ chúng ta phát triển tốt đẹp và cho mọi người luôn biết yêu thương nhau hơn để cùng xây dựng một cộng đoàn hạnh phúc từ gia đình cho đến giáo xứ cũng như đến giáo hội. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, Người là niềm hy vọng của chúng ta. Suốt cuộc đời của chúng ta cũng như bà Catalina đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, bây giờ đây chúng ta xin Chúa thưởng ban hạnh phúc nước trời cho người thân yêu của chúng ta. Xin Chúa linh hồn ta Thank you.
Thank you.
nay thì thầy rất rõ là phụ còn một cái phúc đức đó là sinh con và con cái giữ vững của Chúa đến ngày hôm nay trọn vẹn. Tất cả ông bà cụ tôi chúc thích và xin làm lễ tưởng niệm cũng là để nói thêm đôi chút về cụ khi còn sống của đằng người gắn bó với giáo xứ Trương Quang. Ông cụ thì thường thắc viên con cái những đứa tạo tốt, đó là điều hôm nay cha sư dành riêng để có cha cháu về đây cũng sự kinh tế và có cha trọng tâm minh cũng bị quen thuộc nghỉ con của cụ mà đã đi hiện tâm để an táng của cụ, đó là một hậu thân mà chúng dành cho cụ rất là tâm đại. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi sự đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta phải xin Chúa cho thi hài tôi tới Chúa tạo của Catalina mà chúng ta đang chôn cất vì sẵn thì thư nát nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường các từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa đạo cụ Catalina được cứu độ và giải thoát khỏi hình và tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chân chiên lành khô vào lòng đưa về đoàn tụ cùng vua quân đời. Xin hãy lên cứu lời thơ kiên thân Chúa, xin hãy lên ngập lên, xin hãy đón kia và dẫn lên một ngày lên trước đã đứng ra kêu mọi ta ta đi ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi lúc kia
cho đôi dòng lệ đẫm bờ môi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, đời mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng có sắm mẹ hàng trong người, suốt một đời vững ra cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đón viên, mà lòng con sắm vẫn nghẹn ngào. Sao vẫn cứ tuôn, con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ
mẹ dù sẽ đoan viên mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên mà lòng con sao vẫn. Chúng con đã chết, nhưng xin cho người thân yêu chúng con được sống bên cha. Xin cha mở đường hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi tội lỗi cho người thân yêu chúng con là Catalina đã sai phạm bị yếu đuối khi còn sống ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của người tín hữu của chúng ta. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng đã làm cho chúng con sống lại và là Chúa trong của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu, khiến họ càng thêm tưởng sẽ được phục sinh. Mặc dù nay còn mang thân phận cát bụi, xin thương người con của Chúa là Catalina được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa tỏa ánh tôn nhan, làm cho linh hồn Catalina là người thân yêu chúng con được sống lại để được hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giống thân xác vinh hiển của người, bởi thế chúng ta xin phó thác người thân yêu chúng ta là Catalina cho Chúa. Xin người đón nhận linh hồn Catalina vào chốn bình an và cho linh hồn Catalina sống lại trong ngày sau hết. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình máu thân Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Catalina. Giờ đây xin đón nhận linh hồn Catalina vào nước Chúa giữ việc vui muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang thương khóc linh hồn Catalina. Xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ ân ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trông cậy sẽ được sống muôn đời. Lời
lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thỉnh cha ca sáng, được cha thì đến đi cha thì hiện trên đất cũng như trên trời. Như chúng con không đã kể con đời, chúng con xin cho để chúng con ta chưa cam do những phúc hướng. Lạy cha nhân từ khi còn sống, người thân yêu của chúng con là Katarina đã nguyện theo ý cha, nay người thân yêu chúng con đã qua đời, thì xin cha dù lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của người thân yêu chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy Chúa xin cho linh hồn Katarina được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng làm tôi chiếu soi trên linh hồn Katarina. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con nhớ lòng, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin nhớ Chúa trong mọi nẻo. Người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an. Giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Đêm về lạnh lùng buồn thiếu, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Con non
con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ. Con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, như trăng mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác em như sao diều rực rỡ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm chờ giấc mơ yên, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Có ăn thân gầy mẹ hiền, mùa sương hai nắng cho bác mãi đau buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến miên. Thank you.
dù ai xa vắng trên đường sớm chiều.